Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ hai ngày 26 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Thủy Tiên nhận 150 tỷ, Thủ tướng Phúc bắt chước làm theo. Tối ngày 22 tháng 10 năm 2020, ca sĩ Thủy Tiên đã thông báo trên mạng xã hội bảng sao kê ngân hàng đợt 1 cũng như tình hình chi tiêu từ ngày 13 tháng 10, ngày bắt đầu nhận quyên góp cho đến ngày 21 tháng 10. Một việc mà các hội đoàn trước nay hay thoái thác không làm hoặc nếu có thì cũng chỉ làm để đối phó, lấy lệ. Theo thông báo của ca sĩ Thủy Tiên thì tổng số chi ra xác nhận từ ngân hàng từ ngày 13 tháng 10 đến ngày 21 tháng 10 là 2 tỷ 669 triệu đồng 705 ngàn. Đây là hình ảnh chụp bản sao kê tài khoản ngân hàng mà ca sĩ Thủy Tiên công khai trên mạng xã hội hôm 21 tháng 10. Cô cũng cho biết cô đã bỏ thêm tiền túi để chi tiêu cho nhiều khoản khác nhau. Cô viết: nhiều khi các bạn kêu chuyển khoản mua hàng thì Tiên quên không nhớ dùng tài khoản quỹ mà dùng tài khoản chính mặc định riêng của mình để chuyển khoản mua hàng từ thiện luôn. Mất mấy trăm triệu không có ghi ra trong bản chi ra của ngân hàng này nên có một số chuyển khoản trong group chat nhưng không có trong bản sao kê. Xem như Tiên tặng thêm bà con không tính luôn ạ. Chi phí ăn uống cho tài xế và các xe tải và tình nguyện viên chủ yếu ăn bánh mì chay và lần đi ăn nhà hàng để cảm ơn cũng do Thủy Tiên tự cho, không lấy tiền của công quỹ. Đặc biệt, Thủy Tiên cũng cho biết tiền đi, ăn ở, đi lại của Tiên đều tự bỏ tiền túi đi, không hề trích trong tiền quỹ chung ra luôn. Mọi người hãy biết như vậy. Và tiền quỹ nghiệp nặng nên nói rõ ràng Tiên không muốn một số bạn lấy cớ nói ra, nói vào, không hay. Trong thông báo lần này, Thủy Tiên cũng cho biết phương hướng làm việc cho đợt 2. Đây là hình ảnh. Trong đợt 1, ca sĩ Thủy Tiên đã đến tận nơi chuyển tiền và quà cho người dân bị lũ lụt. Tiên cũng cho biết đang làm việc với địa phương để hỗ trợ trên diện rộng đợt 2 do nước đã bắt đầu rút ở Huế. Nhóm sẽ làm việc trước ở Huế, Quảng Trị rồi Quảng Bình, Hà Tĩnh. Nước rút ở đâu sẽ sắp xếp ở đó trước. Ngày 22 tháng 10 năm 2020, nhóm của Thủy Tiên sẽ bắt đầu tiền trạm để tính kế hoạch và phát cho vài chục nghìn dân ở mỗi địa phương sẽ đi qua nhà nào cũng nhận được tiền hỗ trợ. Cô cho rằng sẽ mất thời gian sắp xếp, chuẩn bị phương án chu đáo nên mong mọi người chịu khó theo dõi để cập nhật thông tin. Tới tối ngày 24 tháng 10, ca sĩ Thủy Tiên cho biết số tiền quyên góp đã lên tới hơn 150 tỷ đồng. Trong thông báo này, cô gửi lời nhắn đến người dân ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị bị thiệt hại do ngập lụt vui lòng đăng ký danh sách với trưởng thôn để cung cấp danh sách cho xã và huyện. Và sau khi có danh sách, Tiên sẽ đưa lên Facebook công khai minh bạch để bà con cùng theo dõi, kiểm tra chéo xem trong thôn, tránh tình trạng một hộ có tới 2-3 lần nhận hay hộ khá giả vẫn nằm trong danh sách hay người khó khăn đang cần thật sự thì lại chưa có tên trong danh sách. Tiếp đến, Thủy Tiên sẽ đến tận nơi trao trực tiếp từng hộ dân. Cô cũng cho biết các tỉnh tiếp theo là huyện Lệ Thủy và huyện Minh Hóa của tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Hà Tĩnh. Ngoài ra, Thủy Tiên sẽ dành ra một số tiền để xây dựng lại nhà bị sập do lũ cuốn, xây nhà cộng đồng 4-5 tầng tránh lũ, có sẵn thuyền cứu hộ trong nhà cho cả thôn khi cần mà không gọi chính quyền kịp, thì dân tự dùng thuyền cứu nhau, hỗ trợ tiền mặt cho các hộ dân vay, ngân hàng, nuôi trồng nhưng bị lũ cuốn trôi mất sạch, sành xanh, làm cầu đường chẳng hạn. Những nghĩa cử cao đẹp mà Thủy Tiên trong thời gian vừa qua làm được sự ghi nhận của chính quyền. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mới đây đã yêu cầu sớm xây dựng nghị định mới về quyên góp hỗ trợ. Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương khẩn trương xây dựng nghị định thay thế nghị định 64/2008 nhằm khuyến khích, tôn vinh và tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục và phát triển sản xuất. Facebook Đoàn Kiên Giang thì cho biết rằng nghị định mới thay cho nghị định 64/2008 có thể được gọi là nghị định Thủy Tiên trong nhân gian, nhất là khi hoạt động thiện nguyện, công tác xã hội của các cá nhân, tập thể dân sự đang phát triển rất nhanh, lấp dần các khoản trống mà nhà nước không thu nổi nguồn lực để cáng đáng kịp thời đầy đủ. Đây là thành quả của Thủy Tiên, các luật sư, báo giới và cộng đồng đã ra giả, phản biện có lý có tình suốt mấy ngày vừa qua. Tuy nhiên, bên cạnh những động thái tích cực từ chính quyền như vừa đề cập thì
thì chúng tôi cũng nhận được phản ánh về những hành động cản trở các nhóm thiện nguyện cũng diễn ra khắp nơi. Đây là hình ảnh video chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của nhạc sĩ Tuấn Khanh vào hôm 23 tháng 10 năm 2020 về việc đoàn thiện nguyện tự do không được địa phương tạo điều kiện đưa hàng cứu trợ đến tận tay nhân dân. Ngày 23 tháng 10 năm 2020, nhạc sĩ Tuấn Khanh cho biết tin từ các nhóm thiện nguyện như sau. Các huyện ở Quảng Bình, Quảng Trị cấm dân trong vùng treo xuồng giúp chở người cứu trợ đến các nơi gặp nạn nếu hàng và tiền không giao cho Mặt trận Tổ quốc hay chính quyền địa phương nơi đó. Dân trong vùng nói mà uất rằng họ không cần tiền, sẵn lòng trợ giúp người đi cứu trợ nhưng chỉ sợ chính quyền trừng phạt mà thôi. Nhạc sĩ viết như sau. Hàng bánh chưng, nhu yếu phẩm tính bằng tấn đang kẹt ở sân bay vì các hãng hàng không được lệnh nếu không có giấy chứng nhận của Mặt trận Tổ quốc hay hội chữ thập đỏ của nhà nước thì không được mang đi. Trong khi đó, nhân dân thì đói từng giờ, có những gia đình con nhỏ chết trong nước lụt, không có được quần áo tử tế để gói lại. Nghĩ cũng lạ, nhà cầm quyền hành động cứ như thể họ là ngoại tộc, không phải là người Việt Nam. Họ thật giỏi tạo ra những đạo luật để gây hại cho người Việt. Cùng ngày, nhạc sĩ Tuấn Khanh cũng đăng lên một video anh Trần Quang Vũ đi từ Đà Nẵng đem theo hàng cứu trợ vào Thủy An, Quảng Bình. Anh cho biết huyện ra lệnh cho các tàu và xuồng không được giúp mang hàng riêng đến nơi cứu trợ. Dân cũng ngại chính quyền địa phương nên ít người dám giúp. Trước đó, nhiều đoàn từ Hà Nội mang hàng cứu trợ bằng xe tải thì bị cân xe tính phí khi qua trạm vào Quảng Bình, tranh cãi khiến xe ùn tắc một lúc lâu mới được giải tỏa. Facebook Đại Lang thì bình luận, người nhân tâm dùng nhân tâm đối đãi người khác, quyền lực có được từ dã tâm thì dùng dã tâm điều hành và cai trị. Cái sai vẫn là chúng ta đang nuôi dưỡng một lũ dã tâm. Facebook Ngọc Hà thì nhận định như sau, bởi họ không biết trong đồ cứu trợ có những gì mà họ không thể kiểm soát được, ví dụ như chuyển đơn, vũ khí, cờ. Bài học này họ đã dành quá rồi, thời trước năm 1975, ở trong Nam họ xài mãi, họ không thể yên tâm, rất lo sợ và phải kiểm soát. Họ biết nhân dân không còn niềm tin nơi đảng. Còn Facebook Nguyễn Quốc Sơn thì chia sẻ và đồng tình với bình luận trên, viết rằng họ sợ thế lực thù địch lợi dụng tình hình len lỏi vào trong nhân dân. Facebook Triệu Dương thì đề xuất, hay giờ mình bắt chước Nam Hàn cột gói quà vô chùm bong bóng và thả lên trời nhỉ. Còn nhà báo Dũng Trung đã làm việc tại báo Khăn Quàng Đỏ hôm 23 tháng 10, cũng gặp tình trạng tương tự và phải lên Facebook kêu gọi sự trợ giúp. Đây là hình ảnh nhân dân Củ Chi gói bánh tét cứu trợ nhân dân miền Trung. Ông viết như sau, gấp, kính nhờ những anh chị có uy tín và có tiếng nói với chính quyền như các anh Nguyễn Công Khế, anh Hoàng Hải Vân, anh Nguyễn Khắc Cường và các anh chị có quen biết có thể nhờ giúp hay can thiệp việc này. Theo tin nhắn từ sư thầy Như Thị, một số bà con nhân dân xã An Phú, huyện Củ Chi đang gói 1.000 kg bánh chưng, bánh tét để sáng mai chuyển máy bay ra miền Trung. Bên hàng không cần giấy xác nhận của Mặt trận Tổ quốc và chữ thập đỏ. Em có gọi điện nhờ sự hỗ trợ của Hội chữ thập đỏ địa phương, xã, nhưng hiện tại Hội chữ thập đỏ nói rằng đây là sự hỗ trợ với tư cách cá nhân nên họ không dám đóng dấu. Em đã liên hệ với Phó Chủ tịch xã Mảng Từ Thiện để xin hỗ trợ nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời. Vì nghĩa đồng bào, vì tấm lòng của nhân dân xã An Phú, Củ Chi với miền Trung, xin các anh can thiệp sớm giúp để bà con nấu bánh xong để thiêu đem bỏ trong lúc bà con ngoài này đang đói rét. Vô cùng biết ơn, ông đã viết như vậy. Và ngay lập tức, nhà báo kỳ cựu Nguyễn Công Khế, người đồng sáng lập ra báo Thanh Niên và là tổng biên tập báo Thanh Niên trong 20 năm, đã lên tiếng và hỏi tác giả bài viết như sau. Trường hợp này thì can thiệp với ai vậy Dũng? Và nhận được câu trả lời từ nhà báo Dũng Trung là em nghĩ anh nhờ được người quen hay lính anh có người quen Củ Chi nói hộ. Em không hiểu sao cấp làm khó chuyện thiện nguyện ghê. Em đang ở ngoài này, nhiều chuyện bực lắm nhưng không thể nói toạc trên Facebook vì việc giúp đồng bào miền Trung đang thê lương thì bao nhiêu cũng như muối bỏ bể. Nhưng nhân rộng tinh thần chia sẻ với người khổ đau mới là cái cần phải lan tỏa đến các anh em và các cháu. Nên em chỉ đưa tin tốt, chính xác và các chỉ dẫn an toàn để hỗ trợ các nhóm bên ngoài này thôi. Và dường như câu chuyện của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam trong chuyến công tác cứu trợ lũ lụt lịch sử miền Trung năm nay sẽ còn nhiều điều bất cập khác diễn ra.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê ngày hôm nay thứ hai, ngày 26 tháng 10 năm 2020 với bản tin Thủy Tiên nhận tiền 150 tỷ, Thủ tướng nhìn theo bắt chước làm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê.